Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Hải Nguyễn Miền Tây cùng anh Tùng Nguyễn Miền Tây hôm nay được hữu duyên đến đền Ngọc Bích Bảo Giang Môn. Dạ con xin chào cô ba. Dạ thưa cô ba, là ở đền Ngọc Bích Bảo Giang Môn ở đây có thờ là chín vị rồng. Xin cô ba có thể chia sẻ cái cơ về chín vị rồng này để bà con cô bác gần xa được biết thêm về cái cơ này không ạ? Nay là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch năm 2024. Bích Thủy nhận được lệnh bề trên, ở đây gọi là đền Ngọc Bích Bảo Giang Môn có chín rồng, gọi là cơ quan linh hiển Hà Tiên, nằm trước sông Tiền để mà lập cái cung đình thờ linh giết sánh để giữ cái trái đất này còn tồn sinh. Chín rồng ở sông Cửu Long gọi là cái phép tiên long của Quốc mẫu Âu Cơ để xuất ra cứu quả trời chiến tranh cho các nước, nhưng mà cũng gọi là cái cơ quan cung đình có đủ phép thiên văn vũ trụ bề trên hạ xuống trần. Thì trước khi Bích Thủy làm chuyện này thì năm 19 tuổi cũng hành căn tới năm 1990 năm Canh Ngọ, Bích Thủy mới đi lên núi Cấm mà nhận vật bủ bối về Cú An Sơn Hà. Trước khi đi nhận vật thì cái bữa rằm ngày rằm tháng 3 có buổi chiều đó thì có cháu rể của ông hai Hào Phỉ ở trên chạy giàm đó, cũng hồi xưa thì cũng đi theo sát cánh với Đức Quỳnh giáo chủ. Tới ngày nghe Bích Thủy như vậy, buổi chiều xuống thăm Bích Thủy chơi tới 8 giờ về, Bích Thủy mới cầm cây ngòi bút lên, Bích Thủy viết mạt pháp kỳ ba, nam kỳ thiên tử nhân nữ, cho con ba món vật bủ bối cứu an sơn hà. Thì năm 1990 đó, Bích Thủy cùng ông chồng mới đi lên núi Cấm, có cái vị thần hữu hình đó lấy trao vật bủ bối cho Bích Thủy. Còn cái phần nào thì Bích Thủy đi đến mà vô đầu của núi Âm với điện 13 để lấy vật cứu nạn kỳ ba cho chúng sanh. Thì được cái linh của ông hai Hào Phỉ với cháu đó chở xuống nhà mới xuống bút, mới cho biết ba món vật bự bối đó là một món thứ nhất là của Lầu Son Minh Chúa. Một món thứ hai là của chư vị Năm Non, một món thứ ba là của Phật Thầy Phật Tổ Đức Phật Thích Ca. Đi lên nhận vật thì có vị thần hữu hình lấy vật đưa cho Bích Thủy. Vị đó là Trần Hoàng Anh, là người thầy giáo hiện giờ đang dạy ở màn trên núi Cánh, chỗ chùa Phật lớn với ở trên núi Cánh đó. Rồi Bích Thủy mới
chung xuống điện 13 trước. Tới đó Bích Thủy mới viết một bài văn để điện 13 đến nơi bước xuống mà nữ xem đây lòng huống dạ hang. Nhìn xem cảnh vật non vàng, lấy vật bửu bối của An Sơn Hà, là chung xuống 13 tầng đó, hai chồng chung xuống dưới rồi lên. Lên rồi mới đi ra ngoài này buổi chiều rồi mới gặp cái người thầy giáo Trần Hoàng Anh đó dạy học, dạy bài toán đố cho mấy đứa đó. Rồi ông chồng nói vợ tôi đau hành quá đi mà chỉ trên này á, đi lấy vật mong cho hết bệnh. Rồi cái người thầy giáo nói thôi để tôi cho học trò nghỉ sớm đây rồi tôi dắt anh với chị đi lấy vật. Vật đó là ở trên điện mà đá dựng á. Nhưng mà cái vật á, đi lên trên đó là lấy cái nỏ lược gọi là cái vật Lầu Son Minh Chúa đó. Cái tôi đi tới cái cổng ở dưới này chưa có lên tới trên chót núi, cái tôi mới nói hai tướng lấy của trào trao cho ta để ta cứu nước Đông Ba. Thì hồi năm đó là năm 90 qua tới năm 91 là trận Iraq khởi đó, là năm 91 đó. Rồi cái lấy cái vật của chư vị năm non, thì một cục đá mầm với năm cục đá hồng, một cục đá mầm. Thì khi năm 1999 ông Mười Tôm ông nhận trách nhiệm trưởng ban đại diện tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo đó. Dạ, thì từ Cuba là đi chiến đó là có người đệ tử ruột của Đức Thầy đúng không? Không, người đệ tử ruột của Đức Thầy mới đi xuống nhà chỗ Phú An nè. Dạ. Mới thăm, rồi khi cái người đó đi ra gì á, thì cô mới cầm cái bút lên cô viết. Dạ. Là cái đầu tiên khởi sự là cô viết đó. Dạ. Là để mạt pháp kỳ ba nam kỳ thiên tử nhân nữ cho con ba món vật bửu bối của An Sơn Hà. Thì lúc đó cũng như ông Hai Hào Phỉ thì xuống có một lần à. Còn ông Bá Định là ông già của cậu Sắc Rũ đó. Dạ. Là coi như là cái năm đó là ngày nào thì trưa trưa thì ông Bá Định ông cũng xuống tới nhà Bích Thủy. Yeah. Bích Thủy viết ra là kể cũng như là con ổng là một cậu thiên tử di chết mà còn di tích cái xác đó để mà tới ngày Bích Thủy lên mà thâu cái xác đó thì xuất ra mới gọi là cũng như là nước Nam mình là con cũng Bá Định đó là cái xác thiên tử di, còn ở dưới này là thiên tử dương xuất hiện ra đó. Dạ. Là mới nước Nam mình mới làm bá chủ hoàng cầu đó, là có cái phép con cũng Bá Định đó là cậu Hạo đó. Đó rồi cái lấy vật bửu bối mới lên trên tới điện đá dựng đó, thì cái cậu thầy giáo đó. Nhưng mà thưa cô ba là cô ba lên đó sao cô ba lấy mấy cái bảo vật đó nhưng mà cô ba giống như ra lệnh vậy? Thì ở trên lệnh súng ra cho hai cái vị thần hữu hình đó. Cũng họ Trần không à, ông này cũng họ Trần mà cái cậu thầy giáo đó cũng họ Trần luôn, nhỏ hơn Bích Thủy một tuổi. Mới phán mới đi lại lấy cái nọ lượt quỳ xuống dân đưa cho Bích Thủy. Bích Thủy nhận cái lược sừng ở đâu có sẵn ở trên đó đó. Rồi tới cái món của Phật Tổ Phật Thầy Đức Phật Thích Ca, là cái món vật đó là một cây chiêu coi như nằm cặp sát núi gì, không có cái rễ nào hết trơn mà đâu cũng ba da gì nè. Với một cây nhỏ mà rễ dài gọi là cái cây bông phiến. Mà khi Bích Thủy mà lên mà nhận cái vật đó nhổ lên rồi á, thì của cải cuốn trôi ra sông ra biển coi như là
Cái đất này là tiêu hao là từ năm 1990 tới giờ đó. Dạ. Rồi khi lấy mấy cái vật đó xong rồi, Bích Thủy ông này mới xuống núi, bắt đầu viết hoài 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 hoài, viết sáng đêm luôn, viết về nhà cũng tối ngày sáng đêm, viết ra nói về trái đất không hà. Dạ. Đó, rồi mà trước khi đi nhận vật này á, cũng gặp cái chị đó, ở dưới lớn hơn Bích Thủy 20 tuổi, ở dưới Cà Mau á, mà mới đi lên tới đây, mới cho biết á, Bích Thủy á, cũng như là Khương Thượng Tử Nha vậy đó. Yeah. Cái đất này là một ngôi gia, sau đây em làm chủ quả địa nghe em. Đó, thầy chị cũng nói vậy hay vậy. Yeah. Ừ, năm đó có 27 tuổi tới năm 30 tuổi là năm 90 đó, mới đi lấy vật bự bối được. Dạ. Thì đi lấy được mấy món vật đó thì đi về ngăn viết ngày viết đêm viết. Viết xong rồi mới đem xuống tỉnh ở dưới Bộ Nội vụ Công an mới trình qua tỉnh. Mà cũng đi với ông Mười Tôm là làm trưởng ban đại diện tôn giáo Hòa Hảo là năm 99 lận. Nhưng mà Bích Thủy vô đó là vô công an là năm 90. Rồi những cái vật mà đem vô đó rồi phải làm như vậy. Rồi tới mà khi mà luyện cái phép của Phật Thầy, Phật Tổ, Đức Phật Thích Ca, coi như là tắt ngã đường, có Đức Minh Vương ra cứu độ, thì Bích Thủy phải không ăn cơm hết 6 năm. Yeah. Luyện cái phép của Phật Thầy, Phật Tổ, Đức Phật Thích Ca đó. 6 năm không ăn cơm thì sáng chỉ uống một ly sữa bò, chiều uống một ly sữa bò thôi. Rồi đúng một tuần lễ thì mới có ăn mì sống được chút đỉnh vậy đó. Yeah. Rồi từ từ 6 năm đó Bích Thủy mới được lệnh đi sang lên Campuchia, rồi sang qua Lào, sang qua Thái, rồi Trung Quốc, Hồng Kông. Đi vô mướn khách sạn ở mà Bích Thủy viết những cái phép cũng như Khương Thượng Tử Nha bao công tới cầm qua Trung Quốc đó. Yeah. Bích Thủy qua Trung Quốc đó thì viết như vậy về, cho nên Đức Phật Thích Ca chuyển phép Di Đà Sơn Hà xã tắc giúp mà nước non trong nước ngoài nước làm tròn, có vật bủ bối cứu con toàn cầu. Thích Ca Mâu Ni báo màu giúp cho toàn quốc được còn, trái châu tất cả thế giới phục đầu. Ngày nay Nam Việt tòa lầu thánh dương Thích Minh Tại cố gắng lên đường thi hành nghĩa vụ làm xong nước nhà, tu theo Đức Phật Thích Ca để cứu trái đất kỳ ba yên bình. Bích Thủy luyện phép Đức Phật Thích Ca 6 năm tịnh độ khắp mà nơi nơi, các nước có được sắc trời sang qua các nước dân lờ trên thiên, để đà lập phép tự biên tự cứu trái đất cho yên sơn hà. Phép của Đức Phật Thích Ca chuyển hào Bích Thủy diệt mà thiên bang, luyện xong tài phép dựng lại tòa vàng cung đình, linh khí hồn khí cơ quan linh hiển hà tiên ở trước sông tiền, lo cho bá tánh trần miền Á Âu, chữ dạng Đức Phật Thích Ca
Nam lầu trổ phép sơn hà nơi đây, chính rồng quá phép thổ mây, giữ an bờ cõi trần này Á Âu, thống nhất các nước Nam lầu. Minh tệ có được báo màu anh linh, đem ra để cứu địa hình, trong nước ngoài nước chúng sanh cúi đầu, lại chung vị Phật báo màu, đi làm cách mạng lo âu cứu đời, luyện phép đi khắp nơi nơi, lo cho bá tánh cõi đời vạn an, vô vi Phật pháp khai màn, chính rồng biểu hiện trần gian sức tài, thâu hết mây thổ quả tai, để cho sanh chúng ngày nay yên bình, non vàng luyện phép cứu tinh, để cho thế giới quy binh trở về, Việt Nam có phép viên quê cung đình trổ phép chính rồng, sơn tinh thủy tinh đấu phép chấm cành, nhưng đâu qua phép sơn tinh núi rừng, lấy vật bủ bối cơ thiên, để cứu bá tánh bình yên sơn hà. Năm 2024 lộ ra vị Phật minh tại giúp mà non sông, bích thủy có phép chính rồng, mở khai vị Phật vô sông thiên tài, anh linh bộ đội ra quay vận hành, Đức Phật Thích Ca chuyển hào, để giúp nhân loại khổ đau Hà Nội biến hóa, thét gào âm dương sấm sét mở đường tự tức, bốn phương gọi hồn tất cả năm châu, lấy vật bủ bối Nam lầu núi ông, bích thủy chí nguyện một lòng, sáu năm phải chịu cõi đời nhịn ăn, không có dùng ngọc để quà, thu hết khí độc sơn hà từ đây, Thích Minh Tệ có phép chuyển xây, Đức Phật Thích Ca phép hay chuyển lại, để cứu người qua khỏi đao binh cõi thế gian ảnh, Hà Nội là gốc, Thăng Lâm là trường, để cho các nước bốn phương chung cục trở lại trung ương, tổ rồng Thăng Lâm Hà Nội, tổ rồng tất cả thế giới một lòng quy binh, tôn giáo các đạo vô hành trở về căn gốc, điển linh bác hồ là vị Phật Dương, trung ương Nam Việt mở trường long hoa, dắt diều thế giới về tòa tòa thiên đảng bác, hồn kho phong thần, hồn kho các nước quy ân, vô hình hồn tử hồn quang trở về, nước Nam có được báo màu, ở vùng bãi núi Thất Sơn chính rồng, Cũ Lâm sức phép đền rồng, anh linh liệt sĩ đền rồng quốc gia, Thích Minh Tệ vị thầy có phép Thích Ca
vận hành đủ phép, xuất ra cúng đời, vô hình có được lệnh trời, xuống thế phải chịu dạy thờ chung quy, lấy vật bổ bối thần kỳ, ở trên núi cấm sức kỳ phép linh, bút long vĩ khởi phép gian ảnh, có bút long vĩ vô hình ra thâu, thâu cho các nước Á Âu bình yên quả dữ, đâu đâu cũng tùng chiến tranh thế giới, đùng đùng Hà Nội sấm sét, đại hùng đại binh ra tài, thâu hết địa hình giao tranh giặc dữ, chúng sinh khắc cùng bên Âu bên Á hải hùng, ngày nay có phép cũ cung mẫu hoàng, hiệp phép minh tệ vẽ giang, phong thần chính nghĩa khai màn Thích Ca, Ấn Độ là gốc Phật ra, trở về Nam Việt để mà có chung phong thần tái thế, cũ cung quốc mẫu Âu Cơ lập trào, ở miền bãi núi sông Giang có đền Ngọc Bích khai màn Thánh Dương, lo cho xã tắc bốn phương, Việt Nam là cõi trung ương, Phật về để lo tất cả bốn bề, còn được của cải bốn bề ấm no, chúng sanh có được của kho Nam Việt ra lo cho đời, Thích Minh Tệ căn gốc trên trời, ngày nay xuống thế dâng lời Bác Hồ Chí Minh, để ra luyện phép đại binh Thích Ca, đại lực đại hùng vô di, chữ dạng thống nhất nơi nơi khắp cả thế giới, chung cờ quốc quy sao vàng nền đỏ thần kỳ, cờ thiên giải phóng vô di vô hình, phất cờ giải phóng quang minh, lo cho trái đất vô hình cứu châu qua khỏi chìm châu, tất cả thế giới nguyện cầu nước Nam Phật Minh Tệ có được già lam, già lam Phật Tổ Mâu Ni hộ trì tất cả trần gian, chúng sanh cõi thế bình an sơn hà, kinh tế phát triển quốc gia, cho dân địa lợi an ninh toàn cầu, mở đầu đất nước thượng lai, Hà Nội sấm thét trổ tài long hoa, dắt diều bá tánh kỳ ba, trở về đất tổ Phật gia Di Đà, Phật gia cách mạng long hoa, Bác Hồ tạo đảng Di Đà Phật Dương, nước Nam lộ phép trung ương, để cho tổng thống bốn phương hội về chung cục Hà Nội Thăng Long, để hòa các nước một dòng rồng tiên, chính rồng Bích Thủy trần miền cung đình lập lại sắc thiên sơn hà, có dòng Ngọc Bích Thích Ca ra tài cứu nổi sơn hà Á Âu, Ấn Độ trở lại Nam Lầu, lo cùng Nam Việt đủ điều thế gian, tất cả thế giới ngoại bang bỏ đi chiến loạn, cho an cõi đời Ấn Độ ngừ của đất trời, lo cùng Nam Việt chống giặc khắp nơi, lâm le giặc dữ phá đời,
Đức Phật Thích Ca chuyển hào nhiều vị, xuống trần gian để lập bản son, cứu cho biển máu trần đời bình yên. Anh hùng liệt sĩ thiên diệt nguyên, dựng nước giữ nước rồng tiên bao đời. Việt Nam nối lại khắp nơi, lo cho trái đất dặn thờ kỳ ba. Thích Minh Tệ xuất hiện nước nhà, Việt Nam để có lâm qua dắt đàn bá tánh toàn cầu. Thành hiền bỏ dữ đâu đâu cũng hòa, hòa chung một mẹ một cha. Quốc tổ thiên hòa các nước thành công, Việt Nam lập lấy đền rồng. Anh linh liệt sĩ vô hình nơi đây, cung đình lập lại nơi này. Phú An thánh địa thổ mây thiên rồng, làm mưa làm gió cộng đồng, cứu mưa cứu gió trần hầm mới yên. Thiên văn vũ trụ tài thiên, ở tại thánh địa hòa phiên dẹp lòn, liên dây hòa hảo đất tròn. Chúng sanh các nước tôn giáo các đạo quy trào, để cho Nam Việt có được phi đao phi đằng dẹp loạn, nước nào cũng yên, tất cả thế giới nối liền. Việt Nam là gốc rồng tiên siêu hồn, siêu hồn cực lạc thăng hoa. Anh hùng liệt sĩ siêu hồn trổ ra, để cho tất cả quốc gia đoàn kết trở lại một gia lâm quỳnh. Trái đất làm chủ có phép cung đình, chính rồng lập lấy cung đình nơi đây. Núi sông hùng vĩ phép hay, mở ra kho báu tổ thầy Quan Âm, để cứu nhân loại sắp sửa chìm châu. Phép trời cứu lấy ra thâu, yên bình Thích Minh Tệ có phép vô hình. Thích Ca Phật đạo vô hình chuyển xây, luyện phép Thích Ca rồng mây nơi nước Nam Việt. Phép hay cứu đời, để cho các nước phục trời. Nói lại trước đời đại cổ sơ khai, Việt Nam có lệnh thiên ngai, để cứu thế giới một ngày bình yên. Chính rồng có phép kỳ thiên, kỳ thiên kỳ mã kỳ binh kỳ tài. Hồn quái liệt sĩ thiên tài, ra cứu thế giới được ngày bình an. Thích Minh Tệ bộ đội người vàng, nghĩa vụ xâm diệt tu thành đắc đạo. Đến nay lộ phép cung đình, để cho bá tánh xem nhìn là đây. Cung đình đất tổ chuyển xây, nước nào cũng phải thổ mây yên bình. Nạn trời ghê gớm địa hình, chuyển xây thế giới thổ mây ngưng dần, để cho tất cả cõi trần không còn phong trần biến hóa đớn đau. Việt Nam có được phép trào, trào ca giải phóng Bác Hồ Chí Minh. Chuyển cho các vị phần linh ra đời, để có cứu tinh khắc cùng. Thích Minh Tệ có phép đại hùng, Thích Ca đại đạo toàn cầu đại binh. Thâu hết giặc dữ địa hình, chúng sanh nhân loại tôn vinh. Anh hùng liệt sĩ quang vinh, tổ quốc ghi chấm nước Nam ra đời.
tất cả thế giới tôn thờ, những người gốc trời xuống thế luyện binh luyện phép để cứu chúng sinh. Kỳ ba xuất hiện cung đình Việt Nam. Việt Nam có Ấn và Lam, và Lam Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thế giới các nước tôn ti, nước Nam có được thần kỳ bản son. Anh hùng bộ đội làm tròn, tu thành đắc đạo lo tròn quốc gia. Thích Minh Tại có phép Di Đà, luyện xong phép Phật cứu cho toàn cầu. Bích Thủy Bủ Bối Nam Lầu, lấy ở núi Cấm Lo Âu, xong tròn dựng ngay Thánh Chúa Lầu Son. Để chỗ tài phép nước non Lạc Hồng, cứu cho thế giới chung dòng. Rồng tiên Hồng Lạc cháu con quy trào, trở về Nam Việt cùng nhau. Đem phép màu nhiệm đền trào Hồ Chí Minh, để cứu thế giới hòa bình trái đất. Kim tinh sơn hà, thiên văn vũ trụ lâm qua, khương thượng trổ phép Di Đà Phú An. Cung đình lập lại chính rồng, thiên văn vũ trụ thiên rồng trổ ra, đủ tài đủ phép quốc gia, sinh ra cứu nạn sơn hà từ nay. Để cho các nước tới ngày, qua nước Nam Việt, trung ương Hà Nội, chung cục tất cả nơi nơi, trở về đất tổ Thăng Long. Rồng bay mây phủ chung dòng, rồng tiên có đủ phép báo thiên diệt nguyên, để cứu cõi thế bình yên quả trời. Trái đất tan rã khắp nơi, bích thủy dâng lờ, lấy vật bủ bối núi âm. Tới ngày Thích Minh Tại đền rồng, anh linh liệt sĩ trổ ra cứu đời. Cõi đời có được phép trời, chúng sanh các đạo tu về Phật Dương. Phật Dương đảng bác trung ương, mới có đủ phép đền dương thiên rồng. Thiên văn vũ trụ cổ phong, dựng nước giữ nước cổ phong thiên triều. Đức Phật Thích Ca cung chiêu, Phật Thầy Đức Thầy cung chiêu, xuất hiện để cứu các nước bình yên. Đó là trời định hiện tiền thế gian, Hà Nội sánh thiết khai màn. Thánh Dương Nam Việt điển trời Phật ra, Phật ra năm 2024 được hòa, hòa chung thế giới, một mẹ một cha lo chung trái đất bầu trời. Phép thiên phép địa khắp nơi chung về Thích Minh Tại, có được phép Đức Phật Thích Ca chuyển hào cõi thế. Xuất ra bất ngờ chúng sanh biết được tôn thờ, để có phép Phật cứu đời bình yên. Cung ngai lập lại dưới miền Nam Kỳ Phật trổ, Thánh Dương Bác Hồ chính rầm, có phép kỳ đồ, kỳ đồ đất thới dân an lập trào. Chính rồng bộ đội phi đao phi đằng đảng đạo, tỏ hào xuất ra Nam Kỳ xuất phép Chi Đà. Núi sông hùng vĩ cứu mà
thế gian cứu cho tất cả bình an. Hà Nội trổ sấm khai màn thánh dương, sấm sét mở được cõi thế, tử tích các đường giao thông thủy bộ, hàng không yên bình, bá tánh có được an ninh, không còn giặc dữ địa hình nữa đa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bích Thủy cũng ngự ở miền Nam, nơi đất thánh địa ấp Phú Quế, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, được điển thiên ban xuống. Bích Thủy dựng lại cung đình gọi là Thiên Văn Vũ Trụ của Khương Thượng Tử Nha. Các thần linh họp về đây, Bích Thủy lo giết sấm thờ linh để giữ trái đất còn tồn sinh và có đủ phép để cứu họa trời chiến tranh cho thế giới kỳ ba. Các linh ra đời quần lại nơi đất thánh địa trung ương, dựng thiên ngai thánh chúa để tất cả linh quần về đây có đủ báo màu xuất hiện, cứu cho chúng sanh được bình yên. Hà Nội có được sắc thiên âm dương rồng thiên xuất hiện, rồng bay mây phủ sấm thét giang ầm, thăng long xuất hiện phi đằng phi đao để dẹp hết tất cả biển máu ở tại thế gian. Năm 2004 trở lên, giúp cho tất cả bốn bên trời đất được hòa khí thiên, anh em hòa hết tại miền, bỏ hết hung dữ hiền thảo, nước nào cũng như lực thiên chung hết, thành hiền bỏ dữ, bỏ hết vũ khí, không còn giặc dữ ở tại thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cô Ba, thì hồi nãy cô Ba có nói là Bác Hồ là vị vật dương minh tệ có phép Di Đà. Bạn Minh Tệ nhận lệnh của Bác Hồ Phật Dương thì yeah. Theo cô Ba thì có thể giải thêm về những cái đôi lời như này được không cô Ba? Thì Bác Hồ là một vị tạo đảng cộng sản ở Đông Dương, cái kỳ ba này mới có vô hành. Thì Tây Thích Minh Tệ cũng là người bộ đội nghĩa vụ quốc tế đã làm xong. Tới ngày những người có gốc trời thì như Bác Hồ là vị vua trời tạo đảng để giúp cho Việt Miên Lào được giải phóng hết. Nước Việt Nam này không còn xâm lược thì Bác Hồ là vị Phật. Nhưng mà kỳ ba này trái đất còn giặc dữ, giặc thiên giặc địa gọi là họa trời đó, quá nhiều đi. Nên Bác Hồ chọn những người có căn, có đức, có phúc, có tâm luyện được phép thì Bác cũng phải chuyển tài Phật Dương vô cho những vị để ra dắt chúng kỳ ba này. Dạ. Thì ngày hôm nay cũng có hai anh em chúng con cũng có duyên đến Bảo Văn Môn thì được cô Ba nói về cái Thích Minh Tệ. Cũng thường thường người ta nói câu là Bảo Giang Thiên Sư Thiên Tử Sức Bất Chiến Tự Nhiên Thành, thì cũng ngày Minh Tệ gì đó, khi mà cũng không có nói gì nhưng mà lại cũng thành. Coi như là
Tuy là cái thân xác người như cô ba cũng làm chuyện vô hình. Ở trên như bác chuyển sao thì cô ba cũng dâng lệnh. Thầy Thích Minh Tệ thì cũng chí nguyện, nhưng mà cũng phải như Bích Thủy 6 năm không ăn cơm, phải đi sang các nước. Viết văn phép thì cũng phải luyện cái phép Đức Phật Thích Ca. Thì cũng do bác Hồ chuyển để làm công việc, thì thầy Thích Minh Tệ cũng đi mà vận hành ở trên, cũng như là xin Việt Á là cũng Việt Lào, rồi từ Bắc vào Nam, từ Bắc vào Nam là cũng luyện phép chí đi vô các cái nghĩa trang của anh linh chiến sĩ bộ đội rồi đó. Thì cũng luyện cái phép vô hình. Thì cái chuyện làm của mỗi người khác nhau. Thì cái kỳ ba này nước Nam Phật tổ thì những người có cái căn gốc hồi xưa, rồi ngày nay thì Bác Hồ là cũng như được cái phép Phật Dương mà chuyển hào cho nhiều người để làm phận sự mà được thành công hết đó. Chứ không phải riêng người nào, bởi vì nước Nam mình là coi như là các cái vị dựng nước và giữ nước đó, là ngày nay được siêu phàm đắc đạo, là cũng là Phật ra đời. Thì quần linh về cái chỗ bên cái vùng bảy núi Thất Sơn này, ở bên sông Giang này, thì Bích Thủy có sứ mạng phải dựng lại cái cung đền Ngọc Bích, là từ cái phép của Đức Phật Thích Ca cũng chuyển hào lại cho Ngọc Bích, là chị em Bích Thủy cũng phải ra văn là cái phép Đức Phật Thích Ca con biết có chữ dạng đó, là cái chùa nào cũng có chữ dạng, cái đó là cái phép thống nhất đem ra cái phép chữ dạng, là Đức Phật Thích Ca muốn cho sau này cái trái đất anh em toàn cầu phải thống nhất trở lại để giữ hòa bình an ninh cho tất cả chúng sanh sống, mà không có chiến tranh là cũng như là sống Tây phương cực lạc là tại thế đó. Còn nếu mà mất á thì các nước bây giờ là cái kho báu kho hồn đó cũng phải quy về cái vùng bảy núi Thất Sơn, là cô lập làm sao đó để mà cô thờ, để cho thù hận cái hồn quan mà chết vì vũ khí đó. Bây giờ rồi những cái người mà đi vượt biên hay những cái trận bão mà chết dưới biển đó, ở đây cô cũng phải lo lập cái kho hồn để cô thâu về. Mà ở đây là học phép Sơn Đài Hồ Chí Minh đó, là để là ai cũng sau này cũng có được cái phép mà để ra mà cứu giặc giữ, di chuyển cho cái lòng người còn sống thì phải bỏ giữ thành hiền, học như các cái vị Phật cũng như Hoàng Cung, như Đức Phật Thích Ca vậy đó, rồi như Bác Hồ vậy đó. Bác Hồ dạy năm điều thì chúng sanh cũng như phải học theo cái lực của thiên, của thiên là phong thần nữa nè, của Khương Thượng Tử Nha đó, rồi tất cả ai cũng phải bỏ giữ thành hiền, rồi từ từ nước Nam mình mới lập cái cung ngai của Mẫu Hoàng nè, mới xuất phép ra. Thì coi như là các nước á, là quy hàng, là bỏ hết vũ khí, rồi bỏ hết chiến tranh, rồi anh em mới được cái an ninh quốc gia, mới địa lợi, an ninh mới địa lợi, rồi mần ăn kinh tế này không có hung dữ nữa, không có tham ô nữa. Mà các cái nhà sư á, cũng phải thương nhân loại, cũng làm theo đúng cái lực của Đức Phật Thích Ca. Tại vì đạo của Đức Phật Thích Ca truyền cho các chùa bây giờ thờ đó, mình thờ thì mình phải làm theo, phải không? Còn cái này là sai trật, nên nhiều cái mà vị Phật ở nước Nam mình ra đời dữ lắm đó, ra đời phải có sấm. Còn Thích Minh Tệ thì luyện phép vô hình, đi lại mấy cái nghĩa trang nghỉ không đó, là luyện phép vô hình, là gọi là diễn binh. Tại nhiều người không biết nha, diễn binh ra các nước để dẹp trận kỳ ba nữa đó con. Bằng vô hình không à. Rồi Bác Hồ mình phải có binh bộ chứ. Binh bộ để bác cầm binh bộ mà bác tạo đảng cộng sản bây giờ là mới được vô hình đó.
mới được vô hình, mới dẹp giặt cát nước được. Rồi vô hình nè, rồi khởi bên nè, con thấy nè, như là dịch nè, rồi chiến tranh nè, con thấy mạnh, thấy ghê không? Còn hơn bom đạn nữa, vô hình á, bởi kỳ ba này á, nói chung á, các nước phải tôn tây những cái bậc siêu phàm hiển thánh dựng và giữ nước của nước Nam, và các nước có đảng thì phải giữ đảng đó. Như đó Liên Xô đó, năm 90 đó, gốc và chết đổi đảng thành ra cái giận thào đất nước, con thấy không? Nó không có bình yên. Còn nước Việt Nam mình, ông Nguyễn Văn Linh giữ đảng đó, Cuba giữ đảng đó. Dạ thưa cô Ba, thì hồi nãy cô Ba, con thấy cô Ba xuất khẩu thành thơ là lúc đó cô Ba nhận điển. Nhận điển. Và dạ thưa ba, thì con có cảm nhận hình như là cô Ba nhận điển của ngài Quỳnh Long hả cô Ba? Thì coi như là cái gốc thì gốc Quỳnh Long. Dạ. Tại thế chuyển hào cho cô. Cô làm ở đây nói thầy chỉ con dựng cung đình, có tiền cũng xây cát, mà không tiền cũng xây cát. Rồi mua đất cô cũng hỏi nợ, cô nhiều khi cô khóc, người ta hành thì đi nội cái đi cát nước là con thấy cũng chết lên chết xuống rồi. Rồi thì hết cái nợ này tới nợ kia mà cô cũng mần ở trên độ cô trả được. Rồi cô thấy, con thấy cô chuyển sao cô làm vậy để cho có đủ phép mà nước Nam mình coi như là các phần vô hình là binh bộ bây giờ Bắc Hồ nắm đó. Không đánh là thắng, binh bộ đâu có ai thấy đâu, nhưng mà Bắc Hồ mà chuyển cho thấy vậy đó chứ vô hình hen. Nếu mà các nước á mà không phục tùng mà cái phép của binh bộ Bắc Hồ Chí Minh á, thì Thiên Rộng này nè khởi binh xuất ra nè, coi như là làm mưa làm gió chịu nổi không? Đó thành ra hen, các nước thế giới tổng thống nào cũng khiếp sợ cái phép Thiên Rộng của bộ đội anh linh dựng giữ nước của Bắc Hồ Chí Minh đó là phải là quy hết. Còn những người cái gốc xưa về đây nếu mà trổ phép ra thì cũng có Bắc Hồ Chí Minh chuyển cho làm, mà làm phải đúng theo cái lực của cách mạng. Cách mạng là Phật tại thế đó, bởi nhiều người không biết là lầm lạc. Nếu ai mà tu mà chống lại đường lối của cách mạng Hồ Chí Minh thì coi như là tu có mấy cũng quẩn quanh dương trần chứ đâu cái gì được Tây Phương. Bởi vì cách mạng là Phật là tiên tại trần mà. Dạ. Đó, mà nếu mà ai mà tu mà nói mình đạo này đạo kia mà tài giỏi mà chống lại cách mạng hiện tiền là kể như. Dạ thưa cô Ba, thì kỳ đó cô Ba khổ lắm. Đi nhận bảo vật hay lấy bảo vật đâu và đem về ở ngoài Hà Nội là để má cô không? Lấy xong những cái vật bảo bối đó rồi bề trên mới cho cô súng bút. Những cái vật đó cô lượm là chỉ còn có để lại trong Nam là lúc ông Mười Tôm năm 1999 ông nhận ở dưới tổ đình ở dưới chùa Ăn và tự đó mới cái cục đá mầm ba lớn này mới giao cho ổng là để trừ tà với giữ của cải nuôi cho các nước còn được của cải đó, bớt cuốn trâu ra sông ra biển đó là giữ được có cái vật đó đưa trong mừ hà. Còn năm cục đá hồng với cái cây nhỏ mà rễ dài là gọi cái cây bông phiến đó với cái cây chiêu của Phật thầy Đức thầy đó là cũng phải đưa về bắt hết. Ở ngoài là đưa vô viện bảo tàng hay sao cô? Cái hồng có người nhận ở chỗ đền Hạ Bảo Cơ đó với cô đãi ở chỗ kỳ đó gửi cho cô Nguyễn Thị Hạnh ở trong mà nhà văn hóa của đền Hồng. Cô đi anh ra ngoài đó là năm 91. Dạ thưa cô, thì cô Ba có thể hồi nãy con nghe cô Ba đó là nó có chia sẻ về cô Ba xây dựng một nơi tâm linh. Cô Ba có thể
chia sẻ cho anh em chúng con một clip về cái từ đầu khởi và hoàn làm về cái nơi xây dựng tâm linh và ý nghĩa cái nơi đó được không cô ba? Thì coi như cô được lệnh à, thì trước vô cô mua đất có nhiều đó, ở đó đó cô mới vậy thì làm âm cung. Rồi khi xong rồi cái năm 12 này cái cô mới làm cái đền Linh Khú, cô cũng đất cũng mua không à. Đó. Rồi cái năm 13 thì cô mới làm Đông Cung, là cái năm ông Bát Giáp mất đó, cái cô đi về Hà Nội với ông ngoại á. Cái cô làm cái đền Đông Cung, rồi cái từ từ cái ứng lên nhiều nơi nhiều chỗ, coi như ứng ở đâu thì cô làm ở đó. Rồi tới cô làm cái đền Quốc Đạo là lập bản son đó cho các cái liệt sĩ của các nước, các đạo. Bởi vì đạo nào cũng có đi làm cách mạng mà, phải không? Yeah. Thì đạo Thiên Chúa, Cao Đài, rồi Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ, dạ thưa cô ba, nên con thấy cái nội dung này cũng có thể cô ba sẽ kể dài, vậy cô ba sẽ có thể chia sẻ cho anh em của con ở clip sau nguyên một clip luôn không? À, dạ. Vậy thì do thời lượng cũng dài á, nên cũng Hải Nguyễn cũng xin kết thúc clip tại đây. Kính chúc Hải Nguyễn miền Tây và anh Tụng miền Tây kính chúc quý bà con gần xa thanh tâm thường an lạc. Dạ, cảm ơn Bích cô Thủy ba. Cũng kính chúc bà con trong nước ngoài nước. Bích Thủy cũng lãnh sứ mạng của bề trên giao, thì Bích Thủy ứng lên lên thì Bích Thủy nói chứ cũng người cũng dốt, học mới tới lớp 5 qua lớp 6 được vài tháng. Rồi bây giờ tới cái chuyện vận hành của men YouTube thì cũng nói lên sự thật để biết được tu theo mình đây là cách mạng, là Phật là tiên tại trần đó, để lập đời cho bá tánh đó, thì mình tu theo cách mạng. Chứ còn nếu mà ai tu mà chống lại đường lối Bác Hồ, đảng cách mạng là tà, không có được. Mà giàu cho có chết cũng không có được mà trở về tòa vàng. Dạ dạ vậy đó, nói cho bà con hiểu.